công viên Bắc Hồ. Thì trước khi vào công viên Bắc Hồ thì mình sẽ đi ngay từ ngã ba Bắc Hồ, thì mình sẽ thấy cái đường hoa Trần Phú, đường hoa Trần Phú. Đi ngang đường hoa Trần Phú này nè, là mình sẽ đi vào công viên Bắc Hồ nha cả nhà. Rất là giống con trâu luôn. Con trâu được làm bằng rơm như cả nhà. Rơm. Con trâu là đầu cơ nghiệp. Đi ra ngoài trước nè, cõi trâu. Trong luôn nha cả nhà. Qua cái vòng xoay chỗ công viên Bắc Hồ này, bên kia là đường làng Hoa Tiếp.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.